Chào tất cả các bạn nha. Lô chim này có em này hot rất là tốt này. Chim rất là đẹp anh em nhé. Hot bài bản luôn anh em nhé. Bật tiếng trống ấy là đấu lại luôn qua. Nhìn cả đàn mình như hết này, mỗi mình nói đây là con mái đây ơi, đây con mái là xì rất là tốt này. Thái độ rất là ngây ngang luôn anh em ạ. Kết em này thì alo em nha. Gì giọng nó này. Cả đàn đứng im luôn, mỗi mình em nó hot quá. 10 con đứng im, mỗi một con hot và thái độ rất là tốt coi nhá. Không đơn giản đâu. Bạn nào bộ kết thì alo em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhé. Chim thì không phải nghĩ rồi. Nó rất là tốt trong học của anh em nhé. Rồi, em dùng clip em số 1 nha con nhá. Mỏ vàng chân khô anh em nhé. Chim rất là đẹp luôn nha, dán cao cầu. Bộ to đẹp anh em nhé. To rất là tốt rồi, nhảy không đâm mặt các bạn.
bác đảm bảo hot rất là tốt nhá, anh em chim mới nhiều quá, đè nhau quá, phần chiếc ngon lành rồi, cám gọi là mộc dở các bác, nuôi được khoảng tầm con này nuôi được 8 tháng rồi các nhé, tay lông xong là đẹp, mắt con này rất là dữ luôn các bác. Gần luôn nhé, em ngồi rất là gần luôn. Anh em nào bổ kết thì alo cho em nhé. Em xin phép dừng clip đây.